học sinh địa phương, cùng với những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, đã tưởng niệm 77 năm cái ngày thứ Bảy xảy ra vụ nổ phá hủy thành phố của họ và giết chết khoảng 140.000 người. Buổi lễ có sự tham gia của các thành viên chính phủ Nhật Bản và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Gần 13.000 vũ khí hạt nhân được cất giữ trong các kho vũ khí trên khắp thế giới và các cuộc khủng hoảng liên quan tới vấn đề hạt nhân nghiêm trọng đang lan nhanh từ Trung Đông đến bán đảo Triều Tiên đến cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Việc các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thừa nhận khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hiroshima sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm tới. Cùng với các nhà lãnh đạo G7, trước tượng đài của hòa bình, chúng tôi sẽ khẳng định cam kết đoàn kết để bảo vệ hòa bình. Hiến pháp Nhật Bản, vốn được viết ra sau thất bại của nước này vào năm 1945, ghi rõ người dân Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, mối họa chiến tranh đang tiến gần hơn tới bờ biển nước này. Các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh Đài Loan trong những ngày gần đây, như những gì được phô diễn trên truyền hình nhà nước, đã làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch xâm lược hòn đảo mà họ tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình. Nhật Bản cho biết một số tên lửa của Trung Quốc đã đáp xuống các vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tại Hiroshima, sau lễ tưởng niệm vụ ném bom nguyên tử, Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ phải ứng phó với các cuộc khủng hoảng ở Đài Loan và Ukraine. Chúng tôi sẽ giáo diết tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. Nhà phân tích Tetsuo Kotani cho rằng chính sách này đang nhận được sự đồng thuận từ người dân. Because of the Russian invasion of Ukraine, Japanese general public's perception on national security. Vì cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, nhận thức của công chúng Nhật Bản về an ninh quốc gia đã thay đổi đáng kể. Người dân Nhật Bản rất lo lắng trước một cuộc xâm lược của Trung Quốc và nhìn vào các cuộc thăm dò dư luận, ngày càng có nhiều người ủng hộ việc thay đổi hiến pháp cũng như tăng chi tiêu quốc phòng và thậm chí cả việc phát triển khả năng tấn công của Nhật Bản. And also the increase of defense spending and even the introduction of Japan's offensive strike capabilities. Ông Kotani cho rằng Nhật Bản có thể bị cuốn vào bất kỳ cuộc xung đột nào xung quanh vấn đề Đài Loan. Bởi khoảng cách địa lý gần gũi, cũng như bởi Nhật đang cho đặt căn cứ quân sự của Mỹ trên đất của mình. Hai quả bom nguyên tử ném vào Hiroshima và Nagasaki đã làm thay đổi thái độ của Nhật Bản đối với chiến tranh và sức mạnh quân sự. Nhưng 77 năm trôi qua, đất nước này đang phải đương đầu với một thực tế mới. Một Trung Quốc hùng mạnh, hiếu chiến, sẵn sàng và có thể triển khai lực lượng quân sự ngay trước cửa của Nhật Bản.